Xin chào tất cả các bạn. Ở video ngày hôm nay thì tôi sẽ hướng dẫn các bạn chi tiết cách ứng dụng cái vòng tròn ngũ cung hay còn gọi là vòng tròn bậc năm. Thì cái bài hướng dẫn này thì cũng rất nhiều người ta làm video hướng dẫn rồi, nhưng mà có thể là do người ta nói nhanh hoặc là cái cách hướng dẫn của người ta thì đối với nhiều bạn là các bạn là nắm chưa vững nhạc lý ấy, thì người ta hướng dẫn các bạn sẽ không hiểu được. Đó, thì ở video này thì tôi sẽ hướng dẫn các bạn, nói tóm lại tôi hướng dẫn một cách nôm na để tất cả các bạn, những bạn chưa biết nhạc lý và các bạn đã biết nhạc lý đều có thể hiểu được để chúng ta ứng dụng vào chúng ta đệm hát với cây guitar này. Đó, thì các bạn nhìn vào cái vòng tròn này, nó gọi là vòng tròn ngũ cung, vòng tròn bậc năm, thì nó có nhiều tác dụng. Tôi trước mắt là trước tiên là tôi xin giải thích qua về các cái tác dụng của nó, và sau đó tôi sẽ giải thích với các bạn một số cái ứng dụng để chúng ta đem áp dụng vào cái đàn guitar. Đó, thì các bạn thấy đó, thì cái vòng hòa thanh này ấy, nó gọi là vòng hòa thanh bậc năm, thì chúng ta thì nó cứ theo cái vòng tròn bậc năm như vậy, thì chúng ta lấy theo cái chiều kim đồng hồ này một cái nốt bất kỳ, thì cái nốt kế tiếp của nó đấy thì nó sẽ là nằm ở bậc năm. Và cái tác dụng của bậc năm này để làm gì một lát nữa tôi sẽ giải thích sau. Nhưng các bạn thấy này, thì chúng ta cứ theo chiều kim đồng hồ, ví dụ từ đô này theo chiều kim đồng hồ chúng ta lên son, thì son là cái nốt bậc năm so với nốt đô. Tương tự như thế thì nốt rê thì lại là cái nốt bậc năm so với nốt son. Chúng ta cứ thế chúng ta đếm theo chiều kim đồng hồ đó, thì chúng ta hiểu hôm nay như vậy. Thì cái ở cái vòng tròn nhỏ bên trong cũng thế thôi, thì chúng ta ví dụ chúng ta lấy nốt la này thì đến chúng ta theo chiều kim đồng hồ thì mi là cái nốt bậc năm của la, và si thì lại là nốt bậc năm của mi. Chúng ta cứ thế chúng ta đếm theo chiều kim đồng hồ đó. Thế còn cái tác dụng thứ hai ấy, cái này thì nó đối với các bạn biết nhạc lý thì nó xác định cái tông nhạc các bạn nhé. Ví dụ như ở đây này, các bạn nhìn này, nó có những cái khuôn nhạc ấy, mà nó đề dấu thăng, dấu dáng ở trên đó, các bạn để ý ấy. Thì ở đây ta thấy này, có giữa đô trưởng và la thứ là hai giọng song song với nhau. Đó, thì nó nằm trên cùng một cái hình tam giác này, đó, nó nằm trên cùng một ô. Đó là nó, những tất cả những cái hai hợp âm nằm trên cùng một ô như thế này, đó, người ta gọi là hai giọng song song. Đó, hai giọng song song là như thế nào thì tôi có làm một video riêng, cái này là dài lắm, nó phải nằm ở một video riêng. Các bạn chỉ biết đây là nó xác định được hai giọng song song với nhau. Đó, thì ta thấy đấy, thì đô trưởng song song với la thứ, pha trưởng song song với rê thứ, tương tự như thế. Ta có mi trưởng chẳng hạn thì nó song song với đô thăng thứ. Chúng ta cứ thế chúng ta tìm hai cái giọng nó nằm trên cùng một ô này thì nó là hai tông song song. Và để xác định hai tông song song này ấy, thì là nó người ta xác định bằng những cái dấu hóa trên khung nhạc, thì chúng ta cũng phải chúng ta đếm thôi. Đó, ở đây ví dụ như là cái trên khung nhạc này thì nó có một dấu dáng này thì nó là sẽ là pha trưởng hoặc rê thứ. Nó có bốn dấu dáng này thì nó sẽ là la dáng trưởng hoặc là pha thứ. Nó nói ví dụ như thế. Nó có năm dấu thăng thì nó sẽ là si trưởng hoặc là son thăng thứ. Ở đây nó có năm dấu dáng hoặc là bảy dấu thăng thì nó sẽ là đô thăng trưởng, tức là rê dáng trưởng đấy, rê dáng trưởng hoặc là la thăng thứ, và các cái dòng thứ trưởng này nó sẽ song song với nhau. Đó là cái cách để chúng ta dò tông nhạc. Thì cái này tôi nói qua thì đối với các bạn nó là nhạc lý, các bạn dò tông nhạc thì dễ. Thế chúng ta ứng dụng vào cái vòng tròn bậc năm này, vòng tròn ngũ cung này, chúng ta ứng dụng như thế nào? Đó, thì các bạn để ý cho tôi này. Đó, bây giờ tôi lấy một, các bạn cứ lấy một cái nốt nhạc nào bất kỳ. Đó, ở đây ví dụ tôi lấy cái nốt son này chẳng hạn, thì chúng ta có tông son trưởng này, nó sẽ song song với lại tông mi thứ. Đó, thì ở đây tôi phân tích về tông trưởng này, thì chúng ta nó sẽ hình thành một cái vòng hòa thanh các bạn nhé, 1 4 5. Đó, 1 4 5, thì cái vòng hòa thanh 1 4 5 là như thế nào thì chúng ta có thể tìm hiểu thêm, nhưng ở đây tôi sẽ chỉ thẳng vào các hợp âm luôn để các bạn đệm hát như sau. Ví dụ ở son trưởng chúng ta có vòng hòa thanh 1 4 5, nó sẽ bao gồm ba hợp âm, là vòng hợp âm bậc 1, hợp âm bậc 4, hợp âm bậc 5. Đó, thì hợp âm bậc 1 là chính là nốt son này. Đó, hợp âm bậc 4 thì chúng ta lấy cái hợp âm ngay sau lưng ấy, ngay sau lưng ngược chiều kim đồng hồ của nó về, tức là đô là bậc 4. Và tiếp theo, cái hợp âm tiếp theo theo chiều kim đồng hồ là rê thì nó là bậc 5. Như vậy chúng ta sẽ có son, đô, rê. Đó, chúng ta có ba hợp âm này: son trưởng, đô trưởng và rê trưởng. Đó. Thì ba hợp âm này nó sẽ hình thành cái vòng hòa thanh 1 4 5 của tông trưởng. Tương tự như thế thôi, đối với tông thứ thì nếu là son thứ thì chúng ta lại có son thứ, thì chúng ta có đô thứ. Đó, nếu là son thứ chúng ta có đô thứ. Đó là đối với hợp âm bậc 1 và hợp âm bậc 4. Còn riêng đối với hợp âm bậc 5 ấy, nó là hợp âm
át âm các bạn nhé. Át âm là gì các bạn có thể tìm hiểu thêm. Nhưng ở đây tôi hướng dẫn các bạn này, át âm, hợp âm át âm thì chúng ta có thể đánh bằng hợp âm trưởng hoặc hợp âm 7. Đó, nhưng ở đây tôi chơi hợp âm trưởng cho các bạn dễ tưởng tượng. Nói lan man như thế thôi, có nghĩa là như thế nào? Ví dụ các bạn chơi tông rê này, tông rê là các bạn âm chủ này. Ví dụ là rê thứ đi. Đấy thì các bạn nhìn vào này, rê thứ. Đó thì ta có gì? Các bạn nhìn vào cái hợp âm, các bạn có thể lấy vào cái nốt rê, ví dụ tôi lấy rê thứ ở đây chẳng hạn. Đó thì hợp âm bậc 4 của nó sẽ là gì? Đó, ta có son. Đó. Cứ hợp âm chủ như thế nào? Hợp âm chủ là thứ thì hợp âm bậc 4 cũng là thứ, mà hợp âm chủ là trưởng thì hợp âm bậc 4 cũng là trưởng. Đó, các bạn cứ tìm như thế thôi. Thì ví dụ ở đây ta có rê thứ thì ta sẽ có son. Đó, nằm ở bậc 4 là son thứ. Và la. Đó, chúng ta lấy theo ngược về chiều kim đồng hồ là hợp âm bậc 4, xuôi chiều kim đồng hồ là hợp âm bậc 5. Đó. Thì xuôi chiều kim đồng hồ của rê này là la thì ta có sẽ có la trưởng hoặc la 7. Cái bậc 5 này nó là át âm các bạn nhé. Thì ví dụ như thế thì ta sẽ có ở tông rê thứ này, ta có vòng hòa thanh 1 4 5 là rê thứ, son thứ. Đó, và la trưởng hoặc la 7 đều được. Đó thì ta đệm, bây giờ tôi đệm hát một câu bằng vòng hòa thanh này. Đó, cái vòng hòa thanh nó sẽ bao gồm 3 hợp âm: rê thứ, son thứ và la 7. Bước chân ngồi hạnh phúc, nắm tay ta về cùng chơi bình yên. Đó, tôi ví dụ như thế. Ta đem cái vòng hòa thanh này vào một tông nhạc khác, ví dụ tông si thứ, tông si chẳng hạn, tông si thứ thì các bạn thấy đấy. Đó, đầu tiên âm chủ là ta lấy, ta có si thứ này. Đó, thế để xác định hợp âm bậc 4, ta lấy một về ngược chiều kim đồng hồ, nó là mi. Và nếu chủ là thứ thì, nếu âm chủ là thứ ấy, thì âm bậc 4 cũng là thứ, ta có mi thứ. Đó, vậy là ta đã có si thứ và mi thứ. Đó, thì tiếp theo hợp âm át âm, nó nằm ở là, chính là hợp âm bậc 5, thì nó là nằm ở ô tiếp theo. Ô tiếp theo theo chiều kim đồng hồ, ở đây là pha thang, thì ta có pha thang 7 hoặc pha thang trưởng đều được. Thì ta có 3 hợp âm si thứ, mi thứ và pha thang 7. Đó chính là cái vòng hòa thanh 1 4 5 của tông si thứ này. Thì như thế các bạn có thể tìm được bất cứ cái vòng 1 4 5 của bất kỳ tông nhạc nào theo cái bảng này, các bạn tìm. Đó, ví dụ tôi đánh cái vòng hòa thanh của tông si thứ này, vòng hòa thanh 1 4 5 này, bao gồm si thứ, mi thứ và pha thang 7 này. Ngàn năm núi đâu qua biên mây trời. Đó, nó đánh được rất là nhiều câu hát, nó đi theo cái vòng hòa thanh như thế nha các bạn nhé. Kể cả đối với tông trưởng cũng vậy, đối với tông trưởng thì chúng ta cũng có thể dùng cái phương pháp này để chúng ta tìm được cái vòng hòa thanh 1 4 5 của tông trưởng, nó áp dụng cho cả trưởng và thứ đều được hết. Nhưng các bạn chỉ lưu ý này, cái âm chủ mà là trưởng thì cái âm bậc 4 cũng là trưởng, còn nếu âm chủ là thứ thì âm bậc 4 cũng là thứ. Thế ngoài ra thì ở đây ta xác định được cái gì? Đấy, nó xác định được những cái hợp âm hòa thanh trong một cái tông nhạc. Ví dụ như ở đây tôi lấy một cái hợp âm bất kỳ, lấy một tông nhạc bất kỳ này. Đó, ví dụ như tôi lấy cái tông nhạc những cái tông nhạc thang giá tôi bỏ qua nha các bạn, khó tưởng tượng. Thì các bạn cứ lấy theo tôi này. Đây, ví dụ tôi lấy cái tông đô trưởng đấy chẳng hạn. Đó. Đấy, lấy tông đô trưởng ở đây. Thì những hợp âm xung quanh của nó chính là những cái hợp âm để tạo lên những cái hợp âm để tạo lên tông nhạc đó. Đó, ví dụ đô trưởng thì chúng ta có gì? Xung quanh đó ta có pha trưởng, son trưởng, la thứ, mi thứ và rê thứ. Đó là tất cả những hợp âm tạo nên tông nhạc này. Đó, tôi đánh thử một vòng này. Đô trưởng này, la thứ này, rê thứ này, pha trưởng, mi thứ và son trưởng. Đó thì nó tạo nên cái vòng hòa thanh của tông đô trưởng vì nó bao gồm những cái hợp âm như thế. Tương tự như thế thì đối với hợp âm, ví dụ ở đây đối với hợp âm rê thứ thì sao? Ta lấy rê thứ đây, ta có những cái hợp âm nằm xung quanh nó hai bên và chéo góc, thì ta có rê thứ này, đó, son thứ, đô trưởng, đó, pha trưởng, si giáng trưởng và la này là trưởng hoặc la 7 các bạn nhé. Các bạn nhìn đấy, các bạn phải lưu ý khi các bạn tìm những cái hợp âm trong tông nhạc ấy, thì ví dụ ở đây tôi có rê thứ này, thì các bạn nhìn sang cái hợp âm bên cạnh nó là la thứ, nhưng chúng ta không sử dụng la thứ các bạn nhé, tại vì tôi đã hướng dẫn các bạn rồi. Các bạn lưu ý nó theo chiều kim đồng hồ thì nó là bậc 5. Đó, cứ cái nốt cái hợp âm bên cạnh này nó là hợp âm bậc 5, la và rê.
thì la là hợp âm bậc 5 của re, thì bậc 5 nó là át âm thì chúng ta phải dùng hợp âm trưởng hoặc hợp âm 7. Các bạn lưu ý cái điều đó cho tôi. Thì tương tự như thế các bạn có thể tìm được bất kỳ tông nhạc nào, ví dụ tông nhạc, một tông nhạc rất phức tạp, một tông nhạc rất phức tạp ở đây là ví dụ son thăng thứ chẳng hạn, thì ta sẽ có gì? Đầu tiên là son thăng thứ, nó son thăng thứ đây, tôi xin lỗi tôi bấm nhầm. Đây son thăng thứ đây. Sau đó chúng ta có đô thăng thứ đó. Tiếp theo chúng ta sẽ có si trưởng, mi trưởng. Đó. Và gì nữa? Fa thăng trưởng. Đó. Và rê thăng trưởng. Đó thì hợp âm này các bạn nhìn hiển thị trên màn hình ấy thì nó là rê thăng thứ hoặc là mi giáng trưởng, mi giáng thứ. Nhưng mà như tôi hướng dẫn ấy, cái vòng nó cứ theo chiều kim đồng hồ thì rê thăng này nó là ở bậc 5, chúng ta không dùng rê thăng thứ mà chúng ta dùng rê thăng trưởng, rê thăng 7. Thì cứ như thế chúng ta sẽ tìm được cái vòng hòa thanh của bất kỳ một tông nhạc nào, đơn giản như thế thôi. Thì tôi xin chúc các bạn thành công.